Rồi, hello, em chào toàn thể quý anh em nha. Bữa nay mắt nó cũng khỏe khỏe, đỡ đỡ rồi nha anh em. Giờ lên sóng bào kiếm tiền. Rồi, video này em lên với anh em số phụ tùng quay tháng 110 ban ngày, em ra ngoài em quay cho nó sáng. Phụ tùng quay tháng 110. Cũng may mắn quá là cái cặp bánh của em giao cho khách mà nó thất lạc cách đây hơn một tháng rồi. Cuối cùng bên bưu điện họ tìm thấy, họ hoàn về cho em rồi nha anh em. Chứ không thôi mất 4 triệu rưỡi cặp bánh này rồi. Bánh này đợt rồi em bán cho khách 4 triệu rưỡi. Khách ngửi ngược về em chuyển tiền cho khách rồi cuối cùng thất lạc mất tiêu. Trước đó là khách gửi cho em cặp bánh này, là cặp bánh này nè. Khách gửi cho em là khách có gửi chồng thêm một cái niền lẻ, niền trước lẻ nữa. Mà cuối cùng gửi sao mà nó cắt mất tiêu nguyên cái khúc dưới, nguyên cặp bánh này còn lẻ cái niền. Tại em công việc em lu bu, em nhận hàng em đâu có để ý đâu. Ai gửi qua thì em cứ nhận, em ký tên em nhận thôi. Tới chừng ký tên rồi kiểm tra lại, trời trời, mất tiêu cặp bánh. Tới bữa nay mới tìm thấy. Cũng quá là mừng anh em, đỡ mất tiền. Rồi, không có làm mất thời gian của anh em nữa, em vào báo giá chi tiết luôn. Trước khi em vào báo giá phổ biến thông tin bên em nha anh em. 102/15 Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0865890158, số có Zalo, có Facebook. Mà Zalo giờ đầy danh sách rồi, anh em nào kết bạn không được cứ nhắn tin đại đi. Em không có chặn tin nhắn người lạ đâu, em trả lời cho. Giờ em vào báo giá chi tiết nè. Anh em lấy được nào lấy. Đó. Hiếu ơi, Hiếu, mày mò cho tao một điếu thuốc cà phê. Đầu tiên em báo với anh em, đây em có 3 cục mobin quay tháng 110 đẹp đẹp không à. Mà tiếc cái là nó bị nứt ở mặt lưng. Thì em bán rẻ cho anh em xài, 200.000 cục. Ở trên xe nó cháy nổ bình thường anh em. Chỉ có tiếc một cái là nó bị nứt ngay chân mặt lưng anh em. Cháy nổ thì cháy nổ bình thường à. Cháy nổ bình thường anh em, nhưng mà nó tiếc nổi là nó nứt ở mặt lưng. Đẹp luôn. Để đẩy nè, thấy không, xài bình thường cháy nổ đùng đùng luôn, nứt mặt lưng với nó anh em. 200.000 cục à. Đẹp luôn á, nó anh em nhìn nó đẹp luôn á chứ, nó mà nứt nhẹ nhẹ gì đó mà xài bình thường nha. Nhiều anh em hỏi có vô nước không, mình trả lời anh em là không nha. Đó, nứt thì em báo nứt đâu có gì đâu, tại này em rã xe mà, nứt thì mình báo nứt thôi chứ đâu mắc mới gì đâu. À, 200.000 cục mua pin nha anh em, bao sống bao xài. Tiếp theo nó là một cái bình xăng con quay tháng 110 đời 99. Bình xăng con này em bán cho anh em nha, cái bình xăng con này giá là 1.300.000. Bình xăng con quay tháng 110 đời 99. Mình bán cho anh em giá 1.300.000. Bình xăng con đẹp em nhiều lắm. 7CAANND03. Ở trong cái vòng tròn đóng số 2. Ốc rít nó còn vàng khè luôn anh em thấy không? Hồng xăng kép L. Bình xăng này là nói chung là bên trong còn đẹp lắm nha anh em. Em bán cho anh em giá 1.300.000. Cái ga đẹp lắm, không có miếng lém nữa. Mấy cái bình xăng như vậy này em bán về cho anh em á. Anh em về chịu khó, anh em thay cái miếng ron chén với miếng ron khóa là nó ok à. Tại vì xe nó nhiều khi xe những cái bình mà nó đẹp, càng đẹp những cái bình mà anh em để ý cái ga nó càng đẹp á, là chứng tỏ xe nó ít đi. Mà nó ít đi á, là mình nói với anh em hầu như á, là đa số nó chảy cái mép cái giữa cái chén xăng này nè anh em. Hầu như nó bị chảy, tại vì nó chai cái ron á anh em, nó chai cái ron hầu như là nó bị chảy hết trơn. Nó lạ vậy đó. Cho nên là anh em phải lưu ý. Cái đó có mấy ngàn à? Hay có mấy ngàn à? Mà nó chắc.
Mình ở đây thì nói chung mình không có thời gian, chứ mình có thời gian mình làm cho anh em hết trơn. Anh em thấy vậy á, chụp qua chụp lại công việc này công việc kia, mình nghe điện thoại anh em ngày á, cả trăm cuốc. Trái gà anh em xem, trái gà nó tuyệt vời luôn, nó không có một miếng lém là gì á. Cái gà nó đẹp dữ lắm, H2C nè. Bán anh em giá 1.300.000, lò xo không có cắt nha anh em. Những bịch này em bán cho anh em tiền triệu á, là phải chỉnh chu, không có lỗi cái vụ lỗi cắt lò xo này nọ nha. Đó, mình bán cho anh em giá 1.300.000. Tiếp theo nữa mình lên với anh em cặp phần trước quay Thái 110 đời 2000 cái gì, đời 2000. Cặp phục trước này mình bán cho anh em là giá là 1.500.000. Phục tình trạng là mình bao anh em nhún nhảy, không xì không sượng, hot zin theo xe. Đó. Chưa phục hồi, chưa đụng chạm. Cái quan trọng á, nó mắc ở cái là chưa phục hồi, chưa đụng chạm nữa, chứ không phải là nó những cái phục mà anh em để ý á, phục trước á mà mình bán cho anh em lên đến tiền triệu, như là 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 3-4 triệu, là anh em để ý những cặp đó đó là nó chưa phục hồi. Và có những cặp phục á, mình nói với anh em nó đẹp bét ken luôn, mình bán cho anh em cũng có vài trăm ngàn, chứng tỏ phục nó phục hồi rồi hen. Nó tiền nào nó của nấy nha anh em, đây chưa hề có dấu phục hồi động chạm gì nha. Đó, mực chấm xanh của nhà sản xuất vẫn còn luôn nha. Con này là mình nói với anh em đã chạm rồi, để anh em vô dầu mỡ phục hồi, tôi cho ông thánh luôn, cỡ nào cỡ phải có dấu, hoàn toàn không có miếng dấu nha. Đặc biệt ở dưới nữa nè, chứ không phải trên không đâu. Chưa có dấu mở ốc đít luôn nha, mực chấm sơn màu hồng vẫn còn luôn. Mà đặc biệt bị cặp phục này sơn zin nó còn đẹp lắm, nó thẳng băng à. Giá 1.500.000 nó đâu có mắc đâu. Sơn zin đẹp thẳng băng à, KAT90L HM9, sơn zin nha anh em, không qua dặm tốt nha. Còn cái nào mình báo với anh em á, phục này ở đây nè anh em, phần này nè nó có mang măng nha, nhưng mà mình cam kết với anh em nhúng không tới nha, hơi rất dữ nha, nhúng rất là ngon, phục chưa phục hồi mà. Cái bên này thì cũng vậy, đẹp toàn diện, sơn zin rất là đẹp. Cặp này thì cả tầm cỡ cặp này anh em vào xe 70-80 thì khỏe. KAT90R HM8. Xin lỗi anh em nha, cặp phục này đắt, nó 201 chứ không phải 2000 ha. Em đính chính lại cho nó rõ ràng, mình mua bán thì cái nào nói cho nó chính xác ha anh em, không có nói bậy. Cái bên đây rất là đẹp nha, anh em xem mực nè, chấm sơn của nhà sản xuất vẫn còn, chưa có miếng dấu là gì nha. Đó, này mình quay clip ban ngày rất cụ thể, nào chưa phục hồi là nói chưa phục hồi, đây chưa phục hồi nha. Giá 1.500.000 thì nó cũng dễ xài thôi, tại anh em chơi tầm những con xe 170-180 là xe cọp, một món đồ trên xe đó không hề rẻ, không có rướm không gì nha anh em, nhúng đỉnh lắm, 1.500.000. Tiếp theo nữa là cặp bánh mình bị thất lạc hơn một tháng nay, cuối cùng tìm được, quá mừng. Cặp bánh này lúc trước mình bán cho khách cho 4.500.000, giờ thì mình bán lại cho anh em 4.500.000 thôi. Bánh sơn zin đẹp, bánh quay Thái 110 trước sau đời 2000. Anh em có thể kết hợp nè, nếu như anh em lấy cặp bánh này á, nguyên cặp bánh với cặp phục luôn, thì mình tính giá yêu thương cho anh em luôn. Nếu như anh em lấy cặp bánh lẻ mình bán 4.500.000, nếu anh em lấy cặp phục trước lẻ mình bán giá 1.500.000 là nó thành 6.000.000, nhưng mà anh em lấy bánh với phục luôn mình tính cho anh em giá 5.500.000. đó, cái này là coi như mình may mắn mình tìm lại được món đồ của mình bị thất lạc bấy lâu nay, thì mình tính giá yêu thương bình thường có gì đâu. Đấy thì mình vào chi tiết nha, mình cho anh em coi cái má đùm sao. Đời 2000 nha anh em,
sơn zin còn mướt lắm, nói chung là cặp bánh này mọc lắm, anh em vô xe mọc được, vô xe tầm 60-70 triệu ok, mọc đẹp. Sơn zin nha, mình cam kết là sơn zin nha anh em. Bánh 2000, cái nào mình nói rõ ràng ra nấy nha. Căm mà anh em xem nè, căm nó xuống cái màu anh em nhìn rất là tê con luôn á, căm nó xuống cái màu xanh xanh. Từ từ anh em đợi mình xíu, mình cho anh em coi, anh em thấy không, căm nó xuống cái màu mà xanh xanh mà chân nó còn ngà ngà vàng, nhìn nó ác dữ lắm. Bởi vì mình nói với anh em hoài à, cái gì cái màu thời gian nhìn vẫn là độc nhất vô nhị nha. Tăng bua anh em xem là nó dày mà chưa có sọc luôn mà, thấy không? Lưng mặt đạn là bao anh em nghe, mực dép lai của hãng còn luôn mà. Đạn sơ mi zin bao không có lỏng, không có nhẹ nha. Hồi đắt 2000 nha anh em. Đó, bao đẹp. Nói chung là cặp này anh em vô xe mộc rất đẹp. Niền 2000 theo xe không một lũng luôn nha mấy anh. Niền đẹp bét ken luôn đây nè, chứ không phải tầm thường nữa nha anh em. Niền đẹp cực kỳ luôn. Niền sau, rồi niền sau đẹp như niền tồn luôn anh em à. Không có miếng bụi xét gì luôn. Quá đẹp nha anh em. Đây niền 2000 đây anh em, để mình cho anh em xem. Đây nè, 43 nè, 2000 nè, thấy không? Đùm quay cho 13 khía này, chưa vệ sinh nữa. Nè anh em, Siam Goshi 17x1.4.4 DW. Mà chân giòi nằm ngược về đây nè anh em thấy không? Chân giòi nè, nè ngay ngón tay mình nè anh em thấy không? Nè chữ nè cách xa chân giòi nằm ngược về nè, thấy không? Đó, DW ha. Niền là bao đẹp nha, không có một lũng, không có gì hết. Niền tầm đó mà một lũng gì mình chưa đánh bóng lại nữa đó, anh em thấy không? Tại đồ mà mình bán tiền triệu là mình quay clip kỹ lắm, anh em yên tâm đi. Cái chân giòi nè, không có hiện tượng mà một rơm si gì hết trơn nha, thấy không? Đó, giải quyết cho anh em xong rồi. Bánh sau, bánh sau là mình thấy tuyệt vời đó, còn bánh trước má đùm trước sơn zin đẹp khủng hoảng luôn, đẹp gọi là đẹp khủng hoảng luôn. Trời ơi sao mà lòn cái này, cái này chúng người ta phải lòn vô đây mới đúng, thấy không? Như vậy là chết rồi. Ai anh em thấy không, má đùm trước sơn zin đẹp khủng hoảng luôn đó. Bao anh em là sơn zin không có dặm tút nha. Đây ngang con cóc vẫn còn luôn nha anh em, đúng 2000 nha anh em, bao đẹp dàn khè luôn. Anh em thấy như vậy á, nhìn đơn giản vậy đó, nhưng mà khi anh em chơi vô tới cái hệ tồn á, anh em căng lắm. Cái má này em kể cho anh em nghe là anh em nghĩ muốn chơi tồn luôn, em nói thiệt. Riêng cái phần bát thắng trước đầy đủ ốc tán nè, mà chưa có cái trục đào nữa đó, thì nó tầm khoảng cái bắp trước mà đầy đủ ốc tán, hàng ráp xe nha, đầy đủ ốc tán mũi tên, mà chưa có cái trục đào nữa thì nó tầm khoảng 750 ngàn. Cái trục đào tồn á, cái trục đào tồn trước á, thì nó tầm khoảng 250 ngàn nữa thì nó ra 1 triệu. Mới có phần bắp thắng không á, cái má trước á, nó 2,5 triệu nữa là nó ra 3,5 triệu. 3,5 triệu. Phần má trước không là đứt 3,5 triệu rồi đó. Đúng không? Riêng cái phần má trước không đứt 3,5 triệu rồi đó. Má tồn là nó sẽ có bánh này luôn. Đó. Nó chưa có tính đùm, chưa tính căm gì, chưa tính niền, anh em biết một cặp bánh tồn nữa 10 mấy triệu không, giá trên trời trên biển gì không. Đây anh em, cặp bánh này cọp lắm anh em ơi, mình bán âm rồi 4,5 triệu nào, đáp 2000 anh em thấy không, ngày 14/3/2000 đó. Mặt đạn đồ nguyên zin bao đẹp luôn, mực màu của nhà sản xuất vẫn còn hết.
tăng bua sơ mi anh em coi nó về cuối trước sau chưa sọc luôn mà. Đó. Đó, cặp bánh này cầm trước sau đều màu kinh khủng. Đây mình cho anh em coi, cầm trước cầm sau đều màu nè anh em nhìn thối tiền không. Đó, vô xe mộc phê nha anh em, đẹp lắm. Đó, vô xe mộc đã luôn anh em ơi. Còn bên đây đẹp không? Trời ơi bên đây đẹp anh em ơi. Đó, mình bị cái đợt mình bị mổ con mắt đợt này anh em, mình bị dị ứng với thuốc tê rồi đợt mổ cái chân cũng vậy nữa, nó cứ hành mệt hoài, sức khỏe với tại qua anh em ơi, hết sung sức. Siam Goshi 17x1.4.4 ZQS ha, 2000 nha anh em. Chân dòi nằm cách xa chữ này nha. Rồi chuẩn chỉ. Cặp bánh này bán anh em mình bán lại 4,5 triệu nha. Bao đẹp, cầm đùm niền theo xe tất tần tật không lỗi lầm nha. Bao whip anh em lên xe nha. Đó, cặp bánh bán anh em 4,5 triệu, cầm đùm niền theo xe hết cái vỏ trước còn ngon luôn. Rồi, ok, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em. Còn cái cặp phuộc này anh em lấy cặp bánh với cặp phuộc luôn, mình tính cho anh em giá yêu thương 5,5 triệu. Đó. Rồi mình qua phần đồ máy của mình miếng đi. Đồ máy này mình tiễn được hai món đồ đẹp. Mình nói thật với anh em, mình bán đồ ở đây mình tiễn đồ đẹp mình bán rồi. Ít chịu bán đồ xấu. Thà mình bán mắt mà đồ đúng chất lượng bán cho anh em yên tâm. Bộ cam cò này bán hôm qua ở trong cái đầu bò mình kêu 2,5 triệu. Anh khách anh chấp nhận mua cái vỏ đầu mà anh chấp nhận mua cái vỏ đầu mà giá là 1,4 triệu á, mà không có co xăng hết á. Tại người ta biết cái vỏ đầu nó im á anh em. Cái vỏ đầu nó im á. Ta mua về người ta xài. Bộ cam cò này em bán cho anh em á là giá là 1,2 triệu. Bao im, bao lên xe. Đó. Lúc em mới gỡ hai cây hát ra là em biết cam cỏ đẹp rồi. Tại vì anh em biết sao, em làm cái nghề lâu, em gỡ biết nhiều đầu bò rồi, em nhìn em kinh nghiệm em biết những bộ cam cỏ mà anh em gỡ hát ở chỗ này mà nó chưa nám hai đầu hát á, chưa nám hai đầu tiếp xúc với hát, lúc nào cũng vậy, cam cỏ anh em để ý đẹp can. Cam cỏ mắt kiến đầy đủ nha, cặp cỏ nè. Lấy gì vậy? Chín lăm ha, số 5 ha. Mép cò mỏng nè anh em, 110 nha. Mép cò mỏng 110 nè. Nè anh em coi nè. Cam cò cực đẹp luôn, con cò xăng là chưa có lượng gì luôn, con cò lửa cũng vậy luôn. Đó. Anh em thấy. Chưa có lượng gì luôn nha anh em, chưa có mài gờ, không có giận tay gì luôn. Đó, cam cò quay 110 mà tầm này bây giờ cũng hiếm như lắm rồi nha anh em. Cò là có dấu chỉnh nha anh em, nó có dấu thì mình báo có dấu. Mình không có sợ, tại mình bán đồ đúng chất mình sợ gì. Đó. Cam nè anh em nhìn cam nè. Mới chưa có miếng dấu sọc, chưa có miếng dấu gì luôn nghe anh em, chưa có miếng dấu đốm cam này luôn, lưng cam còn màu luôn nè, chưa trắng luôn nè, thấy không? Đó, tiền nào của nấy à. Mình bán đồ đúng chất là mình không có sợ anh em, trừ khi mình bán đồ bậy mình luộc người ta mình mới sợ. Còn mình bán đồ đúng chất là mình không có sợ gì hết trơn á. Mình bán đồ đúng chất, đồ đẹp mình nói đẹp, xấu mình nói xấu, mình sợ gì? Đó. Dĩ cam lớn nha. Rồi, cam cò đẹp bán 1,2 triệu. Còn bộ danh lóc này bán anh em 3 triệu. Bộ danh lóc này bữa mình gả trên cái cục máy mà cái bộ lửa nó mình bán mà bộ hoa lăng mâm lửa mà nó vàng khè, mình bán 2 triệu á anh em nhớ không? Bộ hoa lăng mâm lửa mà nó vàng khè luôn á. Mới đây luôn nè, trước ngày mình mổ mắt ngày đó là mình bán giá mà bộ hoa lăng mâm lửa 2,2 triệu đó. Là nó nè. KFL nè.
À, máy này nó đầu nồi đầu cái máy này đầu nồi nó không gọi là máy này máy chạm nồi. Chạm nồi không ta? Mình nhớ là máy chạm nồi đúng rồi. Nhưng mà bố nó kiểu làm đúng rồi, bộ nồi mình bán 1,5 triệu á. Lóc là màu nhôm anh em nhìn nè. Bao đẹp. Đó. Răng cỏ là bao căng cho anh em luôn nha. Chết mẹ quên mở cái con này ra. Mình bán bộ dinh lóc này 3 triệu. Mình bao đủ thứ. Bao đút lòng cốt 2, cốt 3 luôn. Ốc xả nhớt zin nè. Thấy không? Dinh lóc mình bán 3 triệu, mình bao tất đó, cây dinh cứng ngắc. Từ từ để mình quay nó đúng chiều cho nó dễ. Cây dinh bao đỉnh ha anh em, không có miếng mà không có gì mà gọi là lỗi lầm hết trơn á. Bao đỉnh. Lóc này lóc 110 nha, còn khu 1 mình báo khu 1. Còn mấy anh nào không biết thì hỏi chứ đừng nói bậy à. Nhận hàng không hài lòng hoàn đủ tiền. Cái dên là bao anh em cứng như cục đá luôn. Thích gịch. Đẹp căng luôn anh em. Cái này chùi cái gà trơn thấy không? Làm biến chùi bán đồ một. Chùi gà trơn luôn mà, thấy không? Tán qua lăng thì mới bắn lần đầu. Anh em chơi alo mình 3 triệu. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh nha. Anh em cần mua hàng liên hệ trực tiếp cho mình số điện thoại mình 0865890158. Đó, số có Zalo có Facebook, anh em kết bạn Zalo mà kết không được cái này danh sách đó, thì anh em cứ nhắn tin qua mình sẽ trả lời cho anh em liền. Chào anh em nha.